bạn cá, hãy đây là chỗ hô bạn cá. Khi mà có cái gì mà túng túng là cái đó là có cá. Khuấy 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 nước. Lửa có cháy. Chú Văn ở đây con không té được đâu. Con ngồi xuống cẩn thận. Nhưng mà con không ngồi cẩn thận đâu. Ok, vậy thôi nha. Các bạn ơi, mình thấy có một con chim. Các bạn ơi, mình thấy có con cá nhỏ kìa. Các bạn ơi, bây giờ mình phải làm cái video này thật là hay nha. Biết là nè, thọc tay xuống là cá nó sẽ đớp tay không? Không cắn đứt tay đâu. Nó sẽ tới, nó khều khều cái tay của con đó. Con thử đi, ngồi xuống. Con ngồi xuống, đừng có thọc chân nha, thọc tay thôi. Khuấy 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 nước. Chú Văn ở đây con không té được đâu. Con ngồi xuống cẩn thận. Nhưng mà con không ngồi cẩn thận đâu. Ok, vậy thôi nha. Hôm nay chúng ta mới xem lần kia nha các bạn. Thì chúng ta mới xem lần này. À, mình thấy có hoa hồng rồi kìa. Hoa hồng là màu hồng. Tại vì nó chưa chín nha các bạn. Màu hồng nhạt đấy các bạn. Chú bạn không thấy hoa hồng? Không thấy. Kìa hoa hồng kìa. Kìa là hoa sen đó các. Hoa súng đó các. Dơi đâu? Dơi nó chui vô đây rồi chứ sao? Dưới kia, hai con dơi. Dưới. Mấy con chơi luôn, ba con dơi. Ui. Mình nghe tiếng quẹt quẹt. Đó là con gì mà bật đèn á. Buổi tối chúng ta thấy rồi chúng ta quay nha.
thí dụ cái đàn hàng mà có xịt nước thì các bạn như đứng đây nha, rồi mình phải đứng đó, rồi mình phải xem cái bạn cá. Trời đất ơi, nó bay, nó phóng lên bay bay luôn các bạn.
Cái chỗ này bị bể nè, mấy chỗ đen đen là bị bể nha các bạn. Là mấy chỗ bị bể là nó sẽ bể. Bây giờ chúng ta phải cải chết tìm ra sao có mấy con thú gì nha. Chắc là con nhím. Ứng ừ. Sắp được rồi các bạn. Mình xóa thêm nữa. Nó ra một tí mà nè. Cái này gì đó nha nè. Mở quả trứng coi có không gì. Nhưng mà con vừa lấy. Một cái bọ. Cứ cứ nhìn màu hồng. Con gì vậy? Con gì nè? Nhím. Đâu phải không? Con lợn. Đâu con khoe cho các bạn coi. Sao con lợn này nằm trong trứng nha. Vậy mấy em thú nhỏ. Thành ra rồi con gọt. Mình. Phải con lợn không? Lợn. Bây giờ mình phải làm cái tổ cho nó nha các bạn. Ouch. Ok. Sau khi lúc mình rột ra mấy cái này thì cha la là con lợn thôi nha các bạn. Con lợn 150% triệu nha các bạn.